Giáp xin chào tất cả mọi người nha. Thì tối hôm qua mình được một em trai chốt mình một cái combo cho Essenter 155 và hỏi mình có gấp TRC không. Mình có nha anh em, mình có đầy đủ tất cả các loại gấp và tất cả các loại đồ chơi trên xe thuộc LCM, Bad Hell, tay TWM chính hãng nha. Mẫu này là mẫu dài, bóp nó rất là nhẹ nha anh em. Cùi CNC, dĩa nhôm, CNRK, nhông dĩa, Ben RCB hoặc là chụp tế bích. Đó. Cái này mình đang gắn cho này một cái mica này. Dẻo lắm nha anh em. Gấp thì gấp TRC gắn lên cho Essenter 155. Cái gấp này thì mình gắn lên xe á thì mình làm lại cốt nha anh em. Bởi vì cái cốt của cái gấp này nó ngắn quá nha. Cái này mình sẽ xử lý lại cho em này và mình lấy cốt zin. Mình cắt và mình làm ren lại nha. Chứ còn gấp TRC không có gắn được. Anh em lưu ý cho mình phần này. Đó. Và cùi dĩa CCS1R. Thì sau quá trình lắp đặt, mình quay tổng thể toàn bộ con xe cho anh em tham khảo. Phía trước thì anh này đi một con heo Adeline Mod. Xin lỗi anh em, Adeline chính hãng nha. Cái này khách đã lên trước. Và một cái bát CNC, một cái dĩa TQ6 phen inox nha. Đó, thế dây dầu rất là đẹp. Thế ít ngồi để giếng nha. Bởi vì cái đầu nhôm nó nằm trên con heo luôn, nó rất là đẹp. Mình quay phần bánh trước cho anh em tham khảo này. Bánh thì rất là nhẹ nhàng, tình cảm. Mình đi phục LCM nha anh em. Muốn mà dĩa ăn hết bố, anh em lưu ý sử dụng bát 267 và dĩa 267. Và muốn canh được cái dĩa này nó nhẹ thì anh em phải sử dụng một cái thước lông nha. Thước này mình đi cho anh này cái thước 5 ly. Tay côn thì mình sử dụng tay côn TWM tay dài để bóp cái côn nó nhẹ hơn nha. Về phần bánh sau thì như mình đã giới thiệu ban đầu, chụp đít tế bích, gấp TRC. Sên thì mình sử dụng cho anh này một còng sên RK 132 mắc. Dĩa nhôm 7075 cùi CNC. Đơn giản vậy thôi nha anh em. Đó. Anh em cần lên dăng chân, cánh bánh, phích bánh hay là dòn xe thì có thể liên hệ mình.